Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Bộ Công Thương, lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 9 năm 2024 được tổ chức vào đầu tháng 11 năm nay, mang chủ đề Vươn mình tiến vào kỷ nguyên xanh. Vì vậy, sản phẩm của các doanh nghiệp được xét chọn trên tiêu chí đổi mới sáng tạo, chú trọng tới tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Tại buổi họp báo giới thiệu và cung cấp thông tin về lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 9 năm 2024, đại diện Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết đã có trên 1.000 doanh nghiệp trong cả nước tìm hiểu và nộp hồ sơ đăng ký tham gia kỳ xét chọn sản phẩm đạt tiêu chí của chương trình thương hiệu quốc gia năm nay. Sau hơn 9 tháng phát động và triển khai xét chọn, ngày 21 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đã ban hành quyết định công nhận 190 doanh nghiệp với tổng số 359 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024. Như vậy, sau gần 20 năm triển khai thực hiện và 9 lần bình chọn, số lượng doanh nghiệp có sản phẩm đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia Việt Nam đã tăng dần qua các thời kỳ, từ 30 doanh nghiệp vào năm 2008 đến năm 2024 đã tăng lên con số 190. Với chủ đề Vươn mình tiến vào kỷ nguyên xanh, chương trình thương hiệu quốc gia muốn gửi thông điệp về sự kết hợp giữa phát triển kinh tế và phát triển bền vững, nhấn mạnh vào đổi mới sáng tạo, chú trọng tới tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Một trong số những cái tiêu chí mà rất là quan trọng, trụ cột của chương trình thương hiệu quốc gia đó là phát triển bền vững đấy, và môi trường thì và trách nhiệm xã hội. Thì xuất phát từ những cái điều đó và với cái xu thế diễn ra gần đây thì chúng tôi đã tham mưu cho Hội đồng Thương hiệu Quốc gia lựa chọn cái chủ đề năm nay đó là vươn mình tiến vào kỷ nguyên xanh. Điều này muốn truyền tải một thông điệp rằng là gì? Là các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia phải là những doanh nghiệp mà đi tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi xanh và qua đó là lan tỏa những cái mô hình mẫu của mình, những cái lựa chọn của mình và những cái hành động của mình tới những doanh nghiệp khác ở trong lĩnh vực, trong ngành. Cái việc là trở thành một cái thương hiệu quốc gia thì nó rất là ý nghĩa với Nutricare ở cả cái gọi là nội tại cũng như là bên ngoài, giúp chúng tôi rất là nhiều từ cái gọi là cái nội lực của doanh nghiệp, từ cái sự gọi là tin tưởng của khách hàng trong nước cũng như là cái cách mà chúng tôi tiếp cận với cái thị trường nước ngoài. Nó vẫn đảm bảo là doanh nghiệp giữ được cái thương hiệu, tăng trưởng được cái doanh thu và đặc biệt là cái sự phát triển bền vững. Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Việc tham gia chương trình là một quá trình để doanh nghiệp đánh giá toàn diện các hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh và chiến lược xây dựng thương hiệu thông qua hệ thống tiêu chí của chương trình. Từ đó, khuyến khích các doanh nghiệp chia sẻ và theo đuổi các giá trị cốt lõi, đó là chất lượng, đổi mới, sáng tạo, năng lực tiên phong. Kỳ xét chọn lần thứ 9 năm 2024 ghi dấu ấn với sự tham gia lần đầu của những thương hiệu lớn có uy tín không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Điều này đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực khẳng định và nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia trên thị trường.